Nhà đất Hồng Sơn xin kính chào quý khách hàng. Hôm nay Hồng Sơn sẽ review cho khách hàng một căn biệt thự tại Bình Nhâm, Lái Thiêu thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Căn biệt thự này có diện tích là 630 m², nằm ngay Ủy ban Nhân dân phường Bình Nhâm, Lái Thiêu nhé. 630 m², có thổ cư là gần 200 m². Đây là căn nhà biệt thự mình giới thiệu này, một căn biệt thự mini tại Bình Nhâm nhé. Đây Bình Nhâm không khí rất là mát mẻ, không khí sẽ thấp hơn bên Sài Gòn khoảng 2 đến 3 độ. Đây là khuôn viên sân này, sân mình có đê thế được chục chiếc xe hơi nhé. Nhà này có hai cửa cổng, đây một cửa cổng hướng Bắc, đây là một cửa cổng hướng Nam này. Đây là khuôn viên mặt tiền của cái căn biệt thự này nè. Mình sẽ đi xung quanh căn biệt thự này mình giới thiệu nha. Ở đây có cây dừa, cây chôm chôm. Ở đây có một chòi ở đây nhé. Nhà này cách Ủy ban Nhân dân phường Bình Nhâm chỉ khoảng 200 m thôi. Và có giá đang được chủ nhà kêu với giá là 6,5 tỷ còn được thương lượng nha. Một giá rất mềm cho căn biệt thự tại Bình Nhâm nha. Đây có cây xoài, cây cái roi. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào trong này, trong căn nhà này. Đây là không gian phòng khách này. Đây không gian phòng khách nhé, cực rộng. Bộ bàn ghế, tủ tivi, đèn chùm. Bên đây có phòng thờ này, phòng làm việc. Đây một phòng ngủ. Đây là khuôn viên nấu ăn, cực rộng này. Bên đây có bộ bàn ăn nhé, bộ bàn ăn cực rộng. Ở bên đây có một cái sập gỗ cực lớn nhé. Sập gỗ này dài khoảng 3,5 m, chiều rộng khoảng 2,5 m nhé. Khuôn viên bếp nấu ăn này. Bên đây mình có phòng vệ sinh bên đây nha. Căn biệt thự tại Bình Nhâm, 3 phòng ngủ. Nhà này có 3 phòng ngủ cực rộng nha, 2 phòng khách, một phòng ăn lớn này. Bên đây một phòng ngủ nữa nha. Đây phía bên đây hôm nay mình đang dẫn khách, tiện thể review cho khách hàng cùng xem luôn. Mình sẽ di chuyển sang phía trước, dép quay sang bên hông cho khách hàng cùng xem này. Ở Bình Nhâm mình còn rất nhiều căn biệt thự cho quý khách hàng tham khảo nhé. Và khách hàng xem xong nhớ ấn đăng ký, cũng như đừng quên tiếp một like chia sẻ của mình để nhận những thông báo video mới nhất. Ở đây có cái hòn 5 bộ đây này. Đây có bộ bàn ghế đá nhé. Rồi, cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.